Vâng, em Xuân Hùng Ô Tô xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em tổng hợp lại tất cả những chiếc xe 7 chỗ mà bên em còn nhé. Vâng, thưa các bác, thì bên em còn khoảng gần chục chiếc xe 7 chỗ nữa. Và đây, em sẽ giới thiệu ngay từ ban đầu. Đây là chiếc xe đầu tiên, là chiếc xe Captiva 2009, số tự động, máy dầu, máy 2.0, số tự động nhé các bác nhé. Thì chiếc này bên em đang chào bán cho các bác là 365 triệu đồng. Xe khá xịn sò và bên em đã có video chi tiết rồi. Các bác nhé, video chi tiết rồi. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này máy dầu thì hãy vào video cũng như vào alo cho em theo số hotline 0789 323 799 nhé các bác nhé. Đây là chiếc xe mà khá là đẹp, chất lượng, máy 2.0, máy dầu, xịn sò luôn các bác. Tiếp theo là đây là một chiếc xe Innova 2007. Innova 2007 bản G nhá, số sàn, và xe thì chất lượng và không khoan đục, không taxi. Xe màu vàng cát các bác nhá. Đấy, xe khá đẹp luôn. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 275 triệu đồng. Các bác nhá, 275 triệu đồng một chiếc Innova 2007. Được gọi là xịn sò, không dịch vụ taxi. Tiếp theo nữa là một chiếc xe Innova 2009. Đây là chiếc Innova 2009 số sàn, máy 2.0, cũng là tư nhân và không dịch vụ một ngày nào. Bên em đợt này Innova có 4 chiếc nhưng không dịch vụ, không có chiếc nào dịch vụ luôn các bác nhá. Không dịch vụ ngày nào luôn. Xe khá là đẹp. Tất cả những chiếc xe này thì bên em đã đều có video chi tiết rồi. Các bác có nhu cầu xem video chi tiết thì hãy vào Zalo bên em số 0789 0789 nhá. 323 799, em sẽ gửi chi tiết video như hình ảnh cho các bác. Tiếp theo là một chiếc xe Captiva 2008 này, máy xăng, số sàn, và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 235 triệu đồng. Đây ạ, 235 triệu đồng một chiếc xe 7 chỗ số sàn 2008 Captiva nhé, 2008, và máy 2.4, máy xăng, giá bán là 235 triệu đồng thôi các bác, 235 triệu đồng. Tiếp đến thì một chiếc xe Captiva 2008 số tự động, màu vàng cát, được gọi là xịn sò, biển Bắc Giang, và chiếc này là số tự động, máy 2.4, được trang bị 7 ghế nhé. Xe thì rất đẹp luôn, không lỗi lầm. Bên em đang bán với giá là 260 triệu đồng. Các bác nhé, Captiva 260 triệu đồng. Khá đẹp luôn, xịn sò. Tất cả những dòng xe này bên em đều có video chi tiết hết rồi. Các bác nào đang có nhu cầu mà muốn tìm hiểu video chi tiết trước nào thì hãy alo cho em, hoặc là vào Zalo số 0789 323 799. Em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cho các bác nhé. Bên cạnh đây lại tiếp tục một chiếc 7 chỗ nữa này, là một chiếc Innova 2005. Innova 2005 bản G, số sàn các bác nhé. Xe thì chất lượng luôn, không dịch vụ taxi. Không dịch vụ taxi và cũng không có lỗi nhá các bác nhé, không lỗi lầm đâm đụng gì. Đấy, bên em đang chào bán cho các bác là 250 triệu đồng. Đã lên form 209 rồi. Thế là nhìn form rất là ok, cả đẹp. Lên form 209 rồi các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đó, một chiếc Innova 2005. Và giá chỉ có 250 triệu thôi. Và tiếp theo đây là một chiếc xe Kia Carens 2013. Kia Carens 2013 số tự động, máy 2.0, điều hòa tự động, cửa nóc đầy đủ, được trang bị 7 ghế, phanh ABS 4 bánh, lốp la răng đúc, lốp còn mới tinh. Đấy. Đăng kiểm còn khá dài, đến tháng 11 năm 2021. Xe về sẵn đi các bác nhá, thì các bác mua về sẵn đi thôi. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 345 triệu đồng. Đấy, 345 triệu đồng một chiếc Captiva, một chiếc Kia Carens, xin lỗi các bác, Kia Carens 2013. Các bác nhá. Một chiếc 7 chỗ tiếp theo đây chính là một chiếc xe Innova 2009. Innova 2009 số sàn, máy 2.0. Và chiếc này thì bên em đang chào bán cho các bác là 305 triệu đồng. Một chiếc xe được gọi là xịn sò. Không có một lỗi lầm gì, và chiếc này thì không có dịch vụ taxi các bác nhá. Đấy, 2009 không dịch vụ taxi. Quá đẹp và xuất sắc luôn. Các bác đang có nhu cầu mua những cái dòng 7 chỗ thì bên em còn gần chục chiếc đó. Thì em đã tổng hợp một loạt cái dòng 7 chỗ bên em rồi. Đấy, các bác có nhu cầu mua chiếc xe nào thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799 nhé. Bên em còn rất nhiều xe nhé. Em sẽ quay riêng từng chủng loại một. Bây giờ là em đang quay một loạt những dòng 7 chỗ. Một lát nữa em sẽ quay tất cả những cái dòng khác. Các bác hãy vào xem video nhé. Không quên đăng ký kênh để bấm nút thông báo để cập nhật những video mới nhất em đăng hàng ngày. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.